Nhiếp Ly ung dung thả bước trong biệt viện, vừa hay bắt gặp Tử Vân đang dung hợp yêu linh. Có gì trong đôi mắt kẻ si tình tôi không biết, nhưng trong con mắt phóng tia lửa điện đến từ vị trí đang lẩn trốn của Diệp Tông, Nhiếp Ly quang minh chính đại lại gần Tử Vân. Không ngờ vợ yêu lại cho anh một kinh hỉ, trực tiếp nói thẳng sau này bọn họ không nên gặp mặt nữa. Nhiếp Ly buồn phiền, giả vờ nói quả nhiên là vậy, quả nhiên là chê anh xuất thân thấp kém. Diệp Tử Vân vội xua tay giải thích, cô Lý Nhí nói tuy rằng tính tình anh cổ quái nhưng cô ấy biết con người Nhiếp Ly rất tốt. Giọng nói cô nàng ngày càng nhỏ, nói rằng không ngại Nhiếp Ly quấy rầy, thậm chí còn hy vọng Nhiếp Ly đến tìm mình. Trước đây còn có Tiếu Ngưng Nhi, sau này cô ấy cũng không đến nữa. Anh là người bạn thứ hai của Tử Vân nhưng giữa họ còn có Diệp Tông thành chủ. Vừa nghe đến cái tên này, Nhiếp Ly liền nhíu mày bực dọc. Nhốt vợ anh ở đây sống cuộc sống tách biệt, không xứng đáng làm một người cha. Tử Vân gấp gáp ngăn anh lại, không cho phép anh nói phụ thân như thế. Cô biết cha trăm công nghìn việc, tiếp quản an nguy Quang Huy Thành, vì thế mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, mong rằng sau này có thể giúp đỡ ông ấy một chút. Nói đến đây cô nàng liền không ngần ngại cảm ơn anh đã giúp cô tăng tu vi trong thời gian ngắn. Nhiếp Ly làm sao nỡ để cô đau lòng, trấn an rằng anh không hề so đo với thành chủ. Hóa ra nhờ công anh bố trí vạn ma yêu linh trận, Diệp Tông mới đồng ý để anh tới đây. Tử Vân là người phong tuyết thế gia, đặt an nguy của Quang Huy Thành lên đầu, chỉ cần anh bố trí thành công, đừng nói vào biệt viện cô ở, lấy thân báo đáp cũng không thành vấn đề. Đương nhiên mình nghe xong khoái thấy miệng. Tử Vân mặt đỏ như gấc giải thích, đừng thấy phụ thân bình thường nghiêm khắc, thực ra ông ấy là người rất dịu dàng. Trên vai gánh vác sứ mệnh lớn lao, cho nên dù ông ấy không ở bên cô nhưng phụ thân vẫn là người Tử Vân tôn kính nhất, bội phục nhất. Hiện tại cô nàng chỉ trách mình tu vi còn yếu, không thể phân ưu với cha. Nói nhiều như thế, cốt cán vẫn là cảm ơn Nhiếp Ly đã dạy công pháp tu luyện cho cô, thậm chí tặng cô nàng yêu linh phong tuyết hoàng hậu. Để báo đáp, Tử Vân có thể đồng ý với anh ba yêu cầu. Nhiếp Ly được nước lấn tới, ép sát Tử Vân, lần nữa lặp lại, dù là yêu cầu gì cũng ok đúng không? Mập mập mờ mờ hại con gái nhà người ta mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nhiếp Ly từ từ đưa mặt kề sát mặt cô, ý đồ rõ như ban ngày. Sau cùng cơ hội trời ban thế mà mên chỉ ghé tai thầm thì, ta muốn muội. Muốn cái miệng gì nói mau coi. Muốn nói chuyện với Tử Vân. Ok, một dẫm, again. Tử Vân đã bật đèn xanh như thế còn không lao qua, tức đến mức bỏ đi là phải. Cảm giác trêu ghẹo Tử Vân đã thú vị rồi, chọc điên nhạc phụ đại nhân còn hay ho hơn. Nhiếp Ly đang giám sát vạn ma yêu linh trận thì có người đến, còn ai ngoài nhạc phụ đại nhân đây? Yêu thú bị khống chế bay vòng vòng trong ma trận, Nhiếp Ly đáp ông ấy rằng đây chỉ là một phần của vạn ma yêu linh trận thôi. Tuy nhỏ mà có võ, xử lý mấy con gà mờ cấp hắc kim là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Lời này của Mên rõ ràng hơi động chạm, gà mờ cấp hắc kim không phải ý chỉ Diệp Tông đấy chứ. Thấy dáng vẻ tức giận của ông ấy anh lại làm ra vẻ vô tội, tôi nói thật mà. Chỉ là cấp hắc kim thôi, thứ này múc băng ngon lành nhé. Nếu như ông ấy phá vỡ được sát trận này, vậy anh đây sẽ gọi ông một tiếng cha. Sai ấy nhỉ. Lại, phá được, anh tránh xa Tử Vân, không phá được, vậy sau này Diệp Tông không được can thiệp chuyện hai người bọn họ nữa. Ok, hiệp định thành giao. Dứt lời Nhiếp Ly lập tức lợi dụng ngoại lực thiết lập thái ất sát trận khống chế yêu linh. Diệp Tông dung hợp cùng yêu linh Hắc Lân Địa Long, tính trưởng thành cũng là cấp trác Việt, thực lực quả thực không tồi. Tiếc thì chỉ tiếc đối thủ lại là thái ất sát trận mà thôi. Nói rồi Nhiếp Ly triệu hồi yêu thú Minh Hung. Minh Hung chưa lui xuống thì Hắc Thủy Niêm Trùng đã lên sàn, con nhỏ này chín phần cơ thể đều là chất lỏng màu đen chứa kịch độc, e là chỉ yêu linh sư truyền kỳ mới tiêu diệt được. Nhiếp Ly liên tục cử động tay điều khiển con yêu thú, bé xà màu đỏ được trình diện. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tông tự tin vật lộn ba con yêu linh cấp hắc kim mà nét mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Thành chủ có hậu chiêu, anh cũng có. Ba con yêu linh nhào lên tấn công Diệp Tông, ông giữ hai con xà và Hắc Thủy Niêm Trùng đã đủ cực hạn, làm sao chịu nổi Minh Hung đột nhiên lao thẳng tấn công mạnh về phía mình. Con xà lợi dụng hình thể quấn chặt ông, tạo thời cơ cho Minh Hung hành động. Nhiếp Ly vẫn để nguyên tư thế chiến đấu, con Minh Hung bên kia đè chặt Diệp Tông. Dù Diệp Tông có cố hết sức để tránh tổn hại yêu linh hay không cũng vậy, ban đầu anh đã ở thế bất bại rồi. Nhiếp Ly không vội, Diệp Tông không vội, vậy ai vội? Diệp Tu vội. Các cụ nói cấm có sai, cha vợ con rể đúng là oan gia, khuyên thế nào cũng không xong, không ai chịu nhường ai. May mà Diệp Tu nhảy số nhanh, lôi Tử Vân ra làm bia đỡ đạn, nếu anh làm thành chủ bị thương, con bé sẽ không vui. Được thôi, là vì anh đây nể mặt vợ nhé. Nhiếp Ly tiến đến hỏi thăm Diệp Tông. Trận pháp lợi hại này ông đã nghĩ ra cách phá, chính là giải quyết thằng danh thao túng trận. Ông ấy xách ngược Nhiếp Ly lên như xách gà. Nhiếp Ly cũng tức rồi nhé, đường đường là thành chủ mà lại chơi xỏ sao, vô sỉ còn hơn cả Mên. Diệp Tông không kiêng nể gì phát một cú đau điếng vào mông anh, mà không chỉ một lần, liên tiếp những tiếp bốp bốp phát ra. Diệp Tu bên cạnh chỉ đành câm nín nhìn màn dạy dỗ của cha vợ với con rể. Nhiếp Ly lê cái mông đau nhức của mình về biệt viện, ngàn vạn lần không ngờ Diệp Tông lại xỏ lá như thế. Đang đi thì Tiểu Vũ không biết từ đâu chui ra bổ nhào quặp chặt lấy anh. Con bé lo lắng nói bọn họ đã tìm anh nửa ngày rồi. Đang thắc mắc bọn họ là gồm ai thì Tiêu Ngưng Nhi xuất hiện. Thì ra cô ấy tìm anh để đưa bánh quế hoa.
bánh ngon lại free, ngu gì không lấy. Khung cảnh một nhà ba người ấm áp thế quái nào lại tình cờ bị Diệp Tử Vân bắt gặp. Nhiếp Ly rơi vào cảnh khó xử, tình huống thế này trước đây anh chưa từng gặp phải. Nhiếp Ly cười giả lả nói ngoài này gió lớn nên đi vào trong nói chuyện, để lại Tiểu Vũ phất tay mãi cũng không thấy ngọn gió nào bay qua. Nhục thì không biết để đâu cho hết, vết thương ở mông bỗng nhiên tái phát. Ngư Nhi vội vàng chạy lại đỡ anh, nghe tin có người đánh Nhiếp Ly cô ấy rất sửng sốt. Vừa nghe đến Diệp Tông ra tay đánh anh thì Tử Vân liền gấp gáp hỏi thăm, lần trước quả nhiên để lại bóng ma tâm lý cho cô ấy rồi. Nhiếp Ly lập tức an ủi tiểu cô nương, nói đến việc bôi thuốc, cả hai cô gái đều không hẹn mà đỏ mặt. Tôi mà là cha nội này tôi cân cả hai em, đáng tiếc Nhiếp Ly lại để cho Tiểu Vũ một mình ra trận. Tử Vân làm sao để con bé nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy được, thế là nhiệm vụ bôi thuốc rơi lên đầu cô nàng. Nói thì nói vậy chứ da mặt mỏng như Tử Vân sao dám chứ, cô nàng phân vân mãi. Tiêu Ngưng Nhi biết thời cơ đến rồi, đem tay mình kéo sát lại núi non của mình xong thì ngỏ ý giúp anh bôi thuốc. Lời vừa dứt thì hai người kia lập tức kinh ngạc một trận. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Ngưng Nhi lại không đồng ý. Ok, Thúy Vân Thúy Kiều, mỗi nàng một vẻ, 10 phân vẹn 10. Trẻ em mới phải chọn, người lớn múc bằng hết. Thế là mới có cảnh hai tiểu cô nương đè Nhiếp Ly ra, không biết được hai mỹ nhân chăm sóc bờ mông có cảm giác gì mà tiếng kêu rên kéo dài trong đêm. Nhiếp Ly biết đây chính là lúc thích hợp để hai người hòa giải, vì thế anh mới vô tình nhắc chuyện Tử Vân vẫn còn giữ những thứ Ngưng Nhi tặng. Để tránh sau này hậu cung hỗn loạn, nên thật có lòng nhìn xa trông rộng. Cảm giác ê mông vẫn chưa hết, Nhiếp Ly còn khuya mới giao quyền điều khiển hai sát trận cho Diệp Tông thành chủ. Thay vào đó, anh đã lưu lại ấn ký trong linh hồn lực của Diệp Tu và Diệp Tử Vân rồi, hai người có thể điều khiển sát trận. Trong lúc anh chị em bạn gì chạy tán loạn, Nhiếp Ly vẫn bình tĩnh điều khiển hồn lực. May mà rất nhanh sau đó anh đã nhận ra có người tập kích phủ thành chủ. Kiếp trước không có chuyện tấn công này, ở đây chúng tôi gọi là hiệu ứng cánh bướm. Sau khi suy tư một hồi, Nhiếp Ly cho rằng đánh vào phía nam phủ thành chủ chỉ có thể để Dương Đông kích Tây, cái loại đánh lén hèn hạ này không cần nghĩ cũng biết là do công hội hắc ám làm. Không thể không nói Khứa Mên mỗi lúc nguyên an đều rất được việc. Anh dặn dò Tử Vân đem Tiểu Vũ trốn ở mật thất, biết cô ấy lo lắng cho mình nên nói anh đây dựa vào đầu óc, không dựa vào tu vi. Hay, flexing chỉ là vô tình. Nhiếp Ly có dự cảm lần này phe phản diện đến là vì anh, đến thì đón mà đụng thì chạm, sợ cái chóa gì. Sắp xếp cho Tử Vân xong thì Nhiếp Ly lập tức dung hợp yêu linh ảnh yêu đăng linh bay về phía nam thành chủ. Thân thủ Nhiếp Ly linh hoạt bay nhảy trên mái ngói quan sát tình hình. Nhân danh đối tượng Crad của công hội hắc ám, Nhiếp Ly biết cách đối phó tốt nhất là dẫn bọn chúng đến gần Thái Ất sát trận. Thế nhưng còn một vấn đề nan giải, hao to dụ bọn chúng, không phải anh khiêm tốn đâu nhưng thực lực hiện giờ của anh không đủ. Nhạy bén phát hiện có người đến gần, Nhiếp Ly ngoảnh lên liền thấy một tên thuộc phe phản diện chủ động tìm đến. Đối với lời hăm dọa của hắn, Nhiếp Ly tỏ ra rất thích thú, anh đột nhiên thông báo với Diệp Tông bọn họ đang ở chỗ mình. Tên kia nghe thế thì sợ đái ra quần, lợi dụng hắn đang hoảng loạn Nhiếp Ly nhanh nhẹn chạy đi. Ok, cộng một cú lửa. Hắn giận điên lên được, lập tức chơi trò mèo vờn chuột với Mên. Thần lôi sát trận cùng lắm chỉ có thể vây khốn Thâm Uyên cự ma, muốn tiêu diệt nó, e là phải dùng chút thủ thuật. Jerry ra sức chạy, Tom dùng hết sức bình sinh đuổi theo. Nhiếp Ly dừng lại, cứ nghĩ tên kia đã mất dấu nhưng không ngờ hắn lại từ trên cao đánh lén anh. Bàn tay xấu xí xuyên qua cơ thể Nhiếp Ly, nhưng đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về. Có lẽ hắn không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà thôi. Hư hóa tuy có thể che giấu khí tức và thân hình của anh, nhưng tốc độ vẫn còn hơi chậm. Nhiếp Ly không ngu mà ra ngoài bây giờ. Thế nhưng tên kia thì Crad Mên đậm sâu, em đi ngõ ngách nào anh cũng tìm ra cho bằng được. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cuối cùng cũng có chỗ trọng dụng, lôi điện dữ dội liên tục đánh thẳng vào hắn ta. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm không phế, Mên phế, thực lực anh quá yếu không thể phát huy hết tác dụng của nó, nếu không tên chó má kia đã xin vĩnh biệt rồi. Nhiếp Ly vừa chạy vừa tránh né đòn tấn công của hắn, cuối cùng thành công dẫn dụ người nọ đến Thái Ất sát trận. Có binh khí thì sử dụng, hắn chê cái gì? Thấy khoảng cách này đã có thể cảm ứng được Thái Ất sát trận, Nhiếp Ly không chậm trễ thúc động sát trận. Tên kia không ngốc, hắn biết những trụ đá này vô cùng mạnh nên phóng tiêm thích muốn ngăn chặn anh đến gần. Nhưng để hắn thất vọng là Nhiếp Ly đúng lúc quay người lại, tiêm thích uy lực lớn càng đẩy Nhiếp Ly tiến gần sát trận hơn. Ôi rồi ôi, công đức vô lượng, Mên như ý nguyện khởi động Thái Ất sát trận. Nhiếp Ly bay giữa sát trận nhìn Minh Hùng, ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng khó đối phó đang nhào về phía tên kia. Mỡ dâng tới miệng mèo còn muốn chạy, có cái bíp nhé con. Dứt lời, Nhiếp Ly lại triệu hồi thêm yêu linh viêm xà. Nhận ra hắn đã dùng cùng bạo tâm để thoát khỏi sức mạnh của yêu linh, Nhiếp Ly liếc mắt xem thường. Cái thứ đồ chơi đó chỉ bộc phát sức mạnh trong giây lát nhưng đổi lại cạn kiệt thần trí. Nhiếp Ly tiếp tục điều khiển Minh Hùng tấn công hắn. Cha này công tâm mà nói cũng có chút năng lực, nhưng về sức chịu đựng thì anh đây có thừa. Không nằm ngoài dự đoán, Tom đã thua trong tay sự lươn lẹo mưu mẹo của Jerry. Con yêu linh miêu díu chạy nhanh trốn nhanh, chỉ là khi bắt đầu cùng bạo không chịu chạy trốn thì phần thắng xem như bằng âm. Nhiếp Ly lập tức báo cáo tình hình với Công Lương Thư mới xuất hiện phía sau. Tên yêu linh sư Hắc Kim thì ra vẫn chưa chết, có điều hồn hải hắn đã vỡ nát. Công Lương Thư chưa trải sự đời hơi bất ngờ khi một yêu linh sư cấp Hắc Kim lại bị anh tóm được.
Nhạc phụ đại nhân đánh hơi được có chuyện nên đã có mặt. Ghét thì vẫn ghét nhưng đại cục làm trọng, anh giao cho ông ấy ấn ký điều khiển Thái Ất sát trận và Thần Long sát trận, tử tế đến mức không thèm bàn điều kiện. Dứt lời anh liền đi đến Thần Lôi sát trận xem tình hình. Thấy Thâm Uyên cự ma ngày càng bạo động, Nhiếp Ly khởi động Thần Lôi sát trận ngay từ trên cao. Sau đó anh đáp xuống mái nhà gần đó, không nhiều lời dùng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm dẫn lôi điện hợp thế với Thần Lôi sát trận. Trận sát ngày càng mạnh, nên càng phải dùng nhiều sức lực, cực khổ cho thằng bé. Nhiếp Ly nhảy vọt lại gần Thâm Uyên cự ma. Trước khi thằng bé to xác đó cho anh ăn gậy, Mên đã kịp thời khởi động sát trận làm khiên ngăn chặn. Thâm Uyên chém một lần không được cũng không từ bỏ, kiên nhẫn muốn phá đi tấm khiên màu vàng ấy. Nhiếp Ly dồn lực chống đỡ, anh dùng sát trận tạo ra sợi dây trói tay của nó, đồng thời truyền cho nó ít gia vị của thần lôi. Nhiếp Ly biết ý đồ của tên nhóc này nên đã lên tiếng nói Diệp Tu đoạt thanh kiếm đi. Sau đó anh dặn dò ông đòn tiếp theo sẽ là cú chốt, nhắc nhở mọi người không nên đến gần nếu không muốn rước họa vào thân. Dứt lời anh giơ Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm lên cao. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà con hung kiếm còn hút lấy hồn lực của Nhiếp Ly. Alo, tình người ở đâu ạ? Tu vi Mên hiện nay chỉ có Bạch Ngân Ngũ Tinh, nếu cố quá sẽ thành quá cố. Mặt Mên nhăn như đít khỉ, hiển nhiên trận này tiêu hao của anh rất nhiều sức lực. Thâm Uyên cự ma tận dụng thời cơ dẫm mạnh lên người Nhiếp Ly. Tôi không chắc nó có bị hôi chân hay không, mà thằng bé to xác này vừa giơ chân lên thì Nhiếp Ly đã cử động được cơ thể trốn thoát. Sau đó Mên liền cho nó biết thế nào là lễ hội, combo hung kiếm và thần lôi sát trận 12 sức mạnh chém thẳng vào thân thể nó. Không ngoài dự đoán, Thâm Uyên cự ma đã lìa đời, Nhiếp Ly cũng vì tiêu hao năng lượng mà rơi vào hôn mê. Chỉ là tôi không thể tin được Diệp Tu lại bế Nhiếp Ly theo kiểu công chúa rời đi. Vì bảo toàn tính mạng cho con rể thành chủ, Diệp Tu phải tốn sức bế anh chạy thoát khỏi tai mắt của công hội hắc ám. Mên đúng là được ăn cả ngã về giường rồi, hai mắt anh nhắm tịt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hại em gái Tiểu Vũ bên cạnh khóc sướt mướt. Tử Vân cũng không ngờ Nhiếp Ly lại hôn mê, hỏi phụ thân mới hay rằng linh hồn hải của anh đã khô cạn hoàn toàn. Cô vội vàng an ủi Tiểu Vũ, tin rằng Nhiếp Ly nhất định sẽ tỉnh lại. Diệp Tông đau lòng nhưng bất lực nhìn con gái chăm sóc thằng nhóc thối kia, đành đưa Tiểu Vũ tránh khỏi cảnh tượng phun hướng dẫn không che. Nhiếp Ly không mất đi ý thức, lúc này anh đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng cha và Tử Vân vì bảo vệ mình mà lần lượt ra đi, ký ức về cái ôm cuối cùng của hai người mãi mãi giày vò anh. Trơ mắt nhìn cô gái mình yêu chết đi, Mên bất lực gào tên cô ấy. Tiêu Ngưng Nhi nghe tin cũng gấp gáp đến thăm Nhiếp Ly. Nhìn anh nằm bất động trên giường, lòng cô ấy rỉ máu không ngừng. Tử Vân thấy tình cảnh này lại càng hoang mang bối rối hơn. Đến tận bây giờ, hai cô nàng không hẹn cùng nhận ra phần tình cảm khác lạ của mình dành cho người trên giường. Vẻ mặt anh rất khó coi, đoán rằng anh đang gặp ác mộng, Ngưng Nhi liền nắm tay trấn an anh. Thế mà để cô gái nhỏ thất vọng chính là Mên lại rơi nước mắt vì Tử Vân. Vị đại ca này đang bất động như người chết, nào có hay Ngưng Nhi thẳng thừng với Tử Vân bản thân sẽ không bao giờ thua, nguyện làm cái bóng suốt đời của Mên. Ai ui mạnh mẽ dứt khoát, gu tui. Nhiếp Ly bừng tỉnh từ trong mộng, hốt hoảng kêu tên Tử Vân. Thấy tất cả chẳng qua chỉ là ác mộng, anh không nhịn được thở phào một hơi. Nghe tiếng chân là biết vợ yêu đến rồi. Tử Vân nâng mặt anh lên, lại không kìm được véo mấy cái cho bỏ ghét, chính là người này hại cô nàng lo lắng sốt ruột suốt 3 ngày. Linh hồn lực bị hút cạn cần mười mấy ngày để khôi phục, thế mà chỉ có 3 ngày đã khôi phục rồi, bắp mạnh quá vậy. Linh lực đã phục hồi được 8 phần, mặc dù ít nhưng lại thuần khiết hơn trước đây. Ngưng Nhi cũng đã có mặt. Tử Vân ba mặt một lời, thừa nhận cô nàng nhường cái gì cũng được, nhưng quyết không nhường Nhiếp Ly. Thú dị ghê, bạn thân trở thành tình địch là cảm giác gì? Hai tiểu cô nương cho tôi phỏng vấn một chút. Tử Vân phải đi tham dự yến tiệc tẩy trần cho Diệp Hàn ca ca, vì thế ngỏ ý để Ngưng Nhi ở lại chăm sóc Nhiếp Ly. Cái tên này Nhiếp Ly không quen thuộc lắm, kiếp trước Tử Vân cũng rất ít nhắc đến người này. Cha nội này nằm trên giường lẩm ba lẩm bẩm như đứa dở hơi. Cuối cùng lại oán trách yến tiệc lớn thế này mà nhạc phụ đại nhân lại không mời anh. Đùa à, ai lại đi mời người tàn phế mới tỉnh dậy sau trạng thái thực vật chứ? Nhiếp Ly mạnh miệng, nói rằng bây giờ người anh khỏe như vâm, điều với trả dưỡng, anh đây đếch cần. Hình như khỏe thật, hai tay hai em thì làm sao mà mệt được. Người vừa được thông báo là hôn mê không thể tham dự, vậy mà lại ngang nhiên bước vào yến tiệc. Phong thái như trai đẹp châu Á, bên cạnh là hai tiểu mỹ nhân xinh nhất Quang Huy Thành, còn ai ngoài Nhiếp Ly đây? Đẹp trai mà khó ở, lần đầu dự yến tiệc ở phủ thành chủ đã chê bôi nó không có gì hay ho. Hễ thấy mặt La Nhược, Nhiếp Ly auto bật công tắc thở dài, bà chị này dính cứng ngắc như keo chó, gỡ thế nào cũng không ra. May mà xinh đẹp chân dài không thì anh phải phá lệ ra tay đánh phụ nữ rồi đấy. Hello anh hai ơi, mắc gì anh nhìn đắm đuối vợ tôi vậy? Ok, Nhiếp Ly đã thêm bạn vào danh sách đen. Quà tặng Tử Vân là một chiếc vòng ngọc rất đẹp, cô ấy không nhận thì để Mên nhận thay, đồ tốt phải giữ. Được rồi, nếu đã là bạn của Tử Vân vậy thì cũng chính là bạn của anh ta. Hai người khách sáo bắt tay nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Thế nhưng chính Mên cũng phải công nhận Diệp Hàn không những đẹp trai mà còn mạnh mẽ cao lớn, biết đối nhân xử thế. Ê từ từ, thằng cha này rõ ràng có ý đồ kế nhiệm ngôi vị thành chủ. Mà kế nhiệm được cái chức cao chót vót đó thì chỉ có cách one and only là rước Tử Vân về dinh, bởi vì hắn ta là người ngoài. Không biết Thẩm Phi mắc nói lắm hay sao mà cứ gặp Mên là khứa này lại nhảy vô họng mà chặn,
Ngộ Hà chê quần áo anh bẩn thỉu đã đành, thì đúng là bẩn thật, nhưng mắc gì xúc phạm Ngưng Nhi vậy cha. Thiên Vẫn Thần lôi kiếm quét một đường dài trên mặt đất, anh đã căng. Đối với vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, anh chỉ cười giả lả nói rằng bản thân vừa khôi phục hồn lực nên không khống chế được hung kiếm thôi mà. Ha ha, bọn họ tin mới là lạ. Bây giờ vai áo của Thẩm Phi cũng bị cháy rách, đạo lý ăn miếng trả miếng ngàn đời không đổi. Thẩm Phi muốn rời khỏi ư? Tưởng bở rồi. Thiên Vẫn Thần lôi kiếm lần nữa được nhấc lên. Nếu chú mày không nhớ thì để anh nhắc lại một lần nữa, tránh xa ra khỏi Tiêu Ngưng Nhi, understand. Ai mà ngờ Diệp Hàn lại quy cho Nhiếp Ly tội rút binh khí giữa yến tiệc để đuổi anh ra ngoài. Anh giai ơi, Nhiếp Ly đến hay đi là việc do thành chủ quyết định, trừ khi ông ấy thoái vị, đại ca có nôn nóng quá không vậy? Hay, Hứa Mên nói một câu trúng phóc. Diệp Hàn là cái gì? Diệp Tông là cái chi? Thể diện của anh đây là do tổ tiên phong tuyết thế gia công nhận. Mấy lão già ngồi như Phật tổ trên kia còn phải nhường anh ba phần đấy. Chỉ mới kêu có một tí mà Thẩm Hồng đã nổi giận lôi đình tấn công anh. Đã yếu còn hay ra gió, không hổ danh là người thần thánh thế gia. Chỉ đóng băng ông ta một cánh tay thôi, nhạc phụ đại nhân chừng cái rể, phải mà ông ra mặt thay con rể thì mọi chuyện đã khác. Mên tính cả rồi, lần này vừa hay để thần thánh thế gia lòi ra đuôi chuột. Thôi hai ơi, hai nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, phân ưu cho phụ thân, chưa từng muốn tranh giành với Tử Vân, dốc sức bảo vệ thành chủ, chết không từ, a yêu rùa. Được thôi, nếu Tử Vân không làm thành chủ, Nhiếp Ly thề với Diệp Duyên Thủy Tổ sẽ đảo lộn cả phủ thành chủ. Chấn động chưa? Tử Vân cũng bị lời nói ngông cuồng của anh dọa sợ, vội vàng ngăn anh lại. Thẩm Phi lại bắt đầu sỏ mồm, chỉ là anh ta không ngờ quả thật lỗ tai Nhiếp Ly thính hơn tai chó, gì cũng nghe được. Thẩm Phi lại dám nói Mên đừng ức hiếp người quá đáng. Hài hước ha, thú vị ha. Tên này nói năng mà không biết xem lại bản thân mình là cái dạng gì sao, bàn về cậy thế hiếp người thần thánh thế gia số 2 đố ai dám chủ nhật. Tôi nói chứ Diệp Hàn đại ca, sao anh đẹp trai mà anh ngu quá vậy, Thẩm Phi mà cũng xứng làm khách quý của phủ thành chủ ư? Thằng cháu trai Thẩm Phi không mau cút đi thì người được hung kiếm múc băng sẽ là anh ta. Ai sợ thì đi về, phong cách lên, chứ đời nào lại mách lẻo với cha, con nít 3 tuổi cũng không làm vậy. Cha không thương Diệp Hàn không quan tâm đám nịnh bợ mặc kệ, Thẩm Phi đành chịu nhục đi về. Một vấn đề Nhiếp Ly thắc mắc, Diệp Hàn tu vi cao như thế, rốt cuộc khi Quang Huy Thành gặp nạn anh ta chết ở xó xỉnh nào? Kiểu gì cũng có ngày anh xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó. Nhiếp Ly thích thú nhìn Thẩm Hồng nối đuôi con trai ra về, đi đi cho khuất mắt anh. Nghe giọng La Nhược ra gà ra vịt Mên nổi hết cả lên, vậy là cũng cắp đít chạy đi. Tổn hại hồn lực nên giờ nào phút nào Mên cũng đang ở trong tình trạng đang tu luyện. Mặc dù tốc độ của Thiên Đạo Thần Quyết hơi chậm nhưng so với công pháp của Quang Huy Thành thì TOC độ tu luyện vẫn nhanh hơn nhiều. Bây giờ anh mới gọi người trốn trốn tránh tránh quan sát ra, thế mà lại là nhạc phụ đại nhân Diệp Tông. Ông ấy mong anh và Diệp Hàn có thể chung sống hòa bình, về chức thành chủ, Diệp Tông đã quyết định giao lại cho Tử Vân. Ngày trước Diệp Tử Vân tu vi không cao, sau khi kế nhiệm đạt được đến Hắc Kim Nhất Nhị Tinh đã là maximum rồi. Thân là thành chủ trăm công nghìn việc, Diệp Tông cũng biết mình nợ gia đình cái gì. Ông ấy rất áy náy với Tử Vân. Nghe lời này Nhiếp Ly liền đảo mắt, ôi chu choa, áy náy, diêu không. Tính tình của Tử Vân quá dịu dàng, là một phụ thân, ông không hy vọng con gái bước vào vũng bùn này. Bồi dưỡng Diệp Hàn cũng chính là tránh cho Tử Vân đứng trước đầu sóng ngọn gió. Nhiếp Ly đương nhiên phải bênh Tử Vân một cái đã, anh nói rằng kiểu gì cô cũng hiểu ra cớ sự, ngược lại người đáng phê bình là ông ấy đấy. Vừa nghiêm khắc vừa bảo vệ, thế còn cảm nhận của vợ yêu anh thì sao? Vậy mà ông ấy lại cố tình lạnh nhạt Tử Vân khiến các trưởng lão từ bỏ ý định giúp cô tranh quyền kế nhiệm, đối với Diệp Hàn cũng tương tự. Tuy không phải máu mủ nhưng cũng là người thân sớm chiều chung đụng, từ lời nói có thể biết được ông rất thương yêu Diệp Hàn. Diệp Tông hạ 1000 cái tôi xuống, chủ động cảm ơn Nhiếp Ly đã giúp Tử Vân tăng tu vi trong thời gian ngắn khiến ông ấy thay đổi ý định. Nhưng vào tai Mên lại chính là ông yên tâm giao con gái cho anh, vô sỉ. Hay, chuyện kế nhiệm, tiền đề phải là Tử Vân đồng ý mới được, Mên làm sao nỡ ép buộc cô ấy. Hai người chuyển địa điểm bàn chuyện đến thư phòng của Diệp Tông. Ngày hôm nay hành động của anh chắc chắn đã khiến Thẩm Hồng đoán được bọn họ đang nghi ngờ thần thánh thế gia. Nhiếp Ly biết cho dù theo dõi thần thánh thế gia thì đã làm sao, Thẩm Hồng là con cáo giả, sẽ không để lại bất cứ sơ hở nào. Anh cho rằng thay vì tìm chứng cứ phản bội thì nên đặt an nguy của Quang Huy Thành lên đầu. Việc anh đây làm trên yến tiệc đương nhiên có mục đích rồi, chứ không phải vì anh ghim đám người đó nên mới không nể nang như vậy đâu. Diệp Tông bênh vực anh đã gây hấn với thần thánh thế gia, tin rằng các thế gia sẽ tránh xa bọn chúng. Mục đích của anh là dồn đám thần thánh thế gia đến bước đường cùng, chó cùng rứt dậu kiểu gì cũng sẽ lộ sơ hở. Thật là mưu hèn kế bẩn thủ đoạn vô biên, à không, sáng suốt thông minh. Để đề phòng thần thánh thế gia trưởng quản tường thành phía tây mượn sức yêu thú, việc gấp rút là xây xong vạn ma yêu linh trận. Hễ nhắc tới đám người này cấu kết với hội người nhà phản diện công hội hắc ám lại đau đầu, vì thế Diệp Tông nhờ Nhiếp Ly đưa Tử Vân tránh khỏi trận chiến này. Gì chứ chuyện này Mên nói được làm được, cứ yên tâm giao cho anh. Nhiếp Ly nghe bạn học bàn tán chuyện công pháp cơ bản của học viện Thánh Lan đã đổi thành cao cấp liền cười khẩy một cái, he he, Mên là công thần đấy. Đột nhiên không biết từ đâu một anh giai nhìn chúng anh, muốn anh đi theo người đó lăn lộn. Thì ra là Long Vũ thiếu gia của Ngạo Vân thế gia,
hiện đã đạt thanh đồng ngũ tinh. Khoe khoang cái rể, đường đường là Ngạo Vân thế gia mà lại không biết anh đây à? Đại thiếu gia này không tham gia yến tiệc lần trước, bảo sao thiếu trải nghiệm thế? Muốn biết Mên là người của thế gia nào thì phải cho anh đây biết anh ta là thủ hạ của ai trước. Long Vũ ăn ngay nói thật, anh ta chỉ được tính là thân thiết với Trần Lâm Kiếm hơn một chút. Cha này đúng là có mắt nhìn. Long Vũ có lẽ không biết tai Mên so với tai chó chỉ có thính hơn chứ không kém. Nghe hai người bọn họ kể chiến tích náo động phủ thành chủ của anh Nhiếp Ly chỉ cười nhẹ. Lục Phiêu và Đỗ Trạch cảm thấy học viện bây giờ không phải sân chơi của họ nữa. Hai thằng đệ muốn đi bay nhảy. Ok anh hiểu. Thế nhưng đối với tình hình thần thánh thế gia hiện giờ, ở lại học viện là best choice. Nói thì nói vậy chứ đầu mê nhảy số nhanh lắm, lập tức nghĩ đến một kiến trúc cổ bỏ hoang các thế gia không dám đụng. Chỉ có thể đến đó, nơi ấy gần phủ thành chủ nên khá an toàn. Kiến trúc cổ đó do Diệp Mặc đại nhân phát hiện ra là di tích của một vị cường giả siêu cấp, bên trong chắc chắn chứa bí mật. Trong lúc mọi người đang hai mắt lấp lánh nhìn Ngưng Nhi thì Mên đã nhanh chân đánh dấu chủ quyền, gấp gáp chào hỏi cô ấy. Chào hỏi gây yêu một cái thôi mà cũng nhận sát khí từ bốn phương tám hướng. Mên cũng chẳng cần kín tiếng làm gì, Ngưng Nhi thẳng thắn thừa nhận cô đến đây để tìm anh. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Lục Phiêu lập tức nhường chỗ cho cô nàng mà không để ý đến vẻ mặt thằng bạn đang rơi vào bối rối. Trần Lâm Kiếm vừa vào đã chào hỏi Nhiếp Ly, dặn dò anh để ý lớp thiên tài này có mấy tai mắt của thần thánh thế gia đang theo dõi. Lâm Kiếm là người ham học, anh ta rất tò mò vì sao tốc độ tu luyện của đám Nhiếp Ly lại nhanh như vậy. Nhiếp Ly chỉ đành đáp lời anh ta gần đây học viện đã đổi công pháp. Đang nói chuyện thì Diệp Hàn bước từng bước đến gần Nhiếp Ly, vừa nhìn đã biết ông anh vợ trên danh nghĩa nhắm vào anh. Diệp Tông anh đây còn không để vào mắt, Diệp Hàn tính là cái gì? Chỉ thấy vị huynh đài chỉ tay vào anh, yêu cầu anh theo anh ta ra ngoài. Nho nhã lễ độ quả nhiên chỉ là cái rắm, vừa gặp mặt đã chỉ tay bất lịch sự rồi, trừ 10 điểm thanh lịch. Nhiếp Ly có gì mà phải sợ, đi thì đi. Hóa ra vị đại ca này đến tìm anh là vì chuyện Tử Vân, anh ta lấy danh nghĩa huynh trưởng nói rằng không đồng ý hai người quen nhau. Hai ơi, trở mặt cũng nhanh quá đó. Theo ý Diệp Hàn thì hôm trước anh ta chỉ muốn giữ thể diện cho Phong Tuyết thế gia, hôm nay anh ta đến để dạy dỗ anh. Nhiếp Ly vừa nói không cần anh ta chấp nhận thì khứa này đã dung hợp yêu linh kim giáp địa long hệ cuồng chiến, sức mạnh còn hơn cả Hắc Lân địa long của thành chủ. Nhiếp Ly ngay sau đó dung hợp yêu linh hổ nha hùng miêu. Được rồi, nhào vô thôi, ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu. Trong quá trình luyện chế cắn nuốt lẫn nhau, con sống sót nhất định là yêu linh mạnh nhất. Cái đuôi của kim giáp địa long hiếu động liên tục phẩy mạnh như muốn chém lìa cổ Nhiếp Ly, đáng tiếc mưu đồ bất chính nên đã không thành. Sau đó Diệp Hàn tung người muốn đấm một cú khiến anh đi đời. Chỉ là không những bị Mên né tránh mà tay của anh ta còn được hổ nha hùng miêu nắm lấy rồi quăng đi như quăng rác. Diệp Hàn ồ ạt tấn công nhanh như chớp, nếu không cẩn thận sẽ bị cái đuôi quất trúng. Cảm thấy thời cơ thích hợp, anh tính toán giáng cho anh ta một cú đấm nhưng nào ngờ Diệp Hàn không chịu thua, tung địa long liệt diễm bay về phía Mên. Hay, anh giai có skill này cũng ghê gớm lắm nhưng Mên có hẳn thiên đạo thần quyết cơ. Bùm ba la bùm, kết quả của phản ứng hóa học này là Diệp Hàn bại trận nằm chỏng queo dưới đất. Mên hơn người ở chỗ sức trai tráng khỏe mạnh. Hùng nha hổ miêu ra thịt dày dăm ba cái lửa cháy sao làm khó được nó. Bây giờ Nhiếp Ly đột nhiên nhận ra hùng nha hổ miêu sau khi có thêm chất xúc tác là lửa thì phản ứng sẽ mạnh hơn thì phải. Tên Diệp Hàn này giờ mới rõ vì sao thành chủ dung túng thằng nhóc 13,14 tuổi trước mặt như thế, trưởng thành thêm nữa chắc chắn Nhiếp Ly sẽ là một yêu linh sư truyền kỳ, vậy thì chuyện giữa anh và Tử Vân. Diệp Hàn nghĩ đến đây thì rõ ràng không phục, lần nữa rơi vào trạng thái chiến đấu, lần này đầu tư hơn, chơi hẳn skill dị biến. Với thực lực hiện giờ của Diệp Hàn, duy trì dị biến hơi quá miễn cưỡng. Ấy là nói văn vở, còn nói toẹt ra là không biết tự lượng sức. Tưởng như thế nào, sau dị biến cũng không đỡ được một đòn của Mên. Diệp Hàn lại tiếp tục bay lên cao quất đuôi về Nhiếp Ly, một chiêu dùng mãi tôi nhìn cũng chán chứ đừng nói Mên. Nhiếp Ly kết hợp cả hai tuyệt kỹ khí trường trọng lực và lôi đình trọng kích, tung một cú đấm chết người vào nơi yếu ớt nhất của kim giáp địa long, không ngoài dự đoán Diệp Hàn bay văng ra cả trăm mét. Nhiếp Ly có lòng nhắc nhở anh ta không phải đối thủ của anh, nhận thua đi. Trên mặt anh ta không có chỗ nào là không bị thương nặng mà mặt mũi vẫn ngon dài như thế. Hay, đã phản diện xin đừng đẹp trai, tự mình tìm tới gây sự, thua rồi còn cay cú như vậy, đúng là một tên ngụy quân tử đáng sợ. Nhiếp Ly không thể không cảnh cáo anh ta, cho dù đang mưu tính chuyện gì thì cũng bỏ đi mà làm người. Nếu vẫn còn cố chấp lì lợm thì anh sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ hội. Sau đó Mên nhìn Diệp Hàn lê thân thể đầy vết thương đi khỏi, lúc đến oanh tạc bao nhiêu thì lúc về khốn cùng bấy nhiêu, đúng là nghiệp báo mà. Giải quyết xong kẻ phiền phức thì đám bọn họ bắt đầu xuất phát đi kiến trúc cổ ở Quang Huy Thành. Thành cổ được bảo vệ chặt chẽ. Sau thời kỳ đen tối, các cấu trúc trong thành đều được xây dựng lại, chỉ có số ít thành cổ trước mặt Mên tồn tại từ thời viễn cổ. Sau khi ngó ngang ngó dọc, xác định không ai theo dõi bọn họ, Nhiếp Ly mới thông báo cho hội bạn. Nhiếp Ly tuy không có cách phá kết giới nhưng anh đây là ai, là nam chính đó. Đúng nhận sai cãi thế quái nào được. Quả thật kiếp trước Tử Vân từng miêu tả đại khái về nơi này, Nhiếp Ly cơ bản có thể đoán được cách phá. Đột nhiên một giọng nữ vang lên gọi tên Lục Phiêu khiến cậu ta như chuột thấy mèo, vội vàng chạy trốn. Con gái nhà người ta như hoa như ngọc có phải cọp cái đâu mà sợ, mạnh mẽ lên bạn ei.
Cô nương này chính là Tiêu Tuyết, thanh mai trúc mã của Lục Phiêu. Kiếp trước hai người có tình với nhau nhưng thằng đệ Lục Phiêu quá phế vật, tự ti trần trừ không đáp lại tình cảm của cô nàng, kết quả em thành vợ người ta. Ngày Quang Huy Thành bị diệt, Lục Phiêu đã ở bên và bảo vệ cô ấy, hy sinh cho Quang Huy Thành. Chúng bạn thường hay bảo cậu rằng phước đầy nhà, có được em người yêu vừa xinh xắn vừa chủ động. Cuối cùng Tiêu Tuyết nhập tim cùng với bọn họ. Nhiếp Ly không ngờ cổ nhân từ lâu đã điều khiển được vạn tượng không gian pháp trận. Đời trước anh từng đọc được ít ghi chép vụn vặt trong thời không yêu linh sư về pháp trận thời không. Yêu linh sư biết hai quy luật này rất ít. Dứt lời, tàn trang của yêu linh thư bỗng nhiên phát ra làn sóng, hẳn là có quan hệ anh chị em với thứ phía trước. Nhiếp Ly thử đặt tay lên tầng kết giới, nhận ra đây là kết giới bản nguyên do đế quốc Ô Lan dưới thời mặt pháp. Anh liền trả lời Ngưng Nhi, chắc chắn 10 phần có thể phá kết giới này. Đáp lại gậy yêu là phải ngầu như trái bầu thế mới đúng chứ. Cách thì có rồi nhưng Minh cần thời gian ngâm cứu. Nói là làm, vị đại ca này chỉ chăm chăm nghiên cứu kết giới mà chẳng hề để ý Ngưng Nhi đằng sau đang nhìn mình đắm đuối. Dáng vẻ tập trung của một người là thứ cuốn hút nhất thứ hai trên đời, thứ nhất là gì anh em tự hiểu. Sau 7.749 bước suy luận, cuối cùng Nhiếp Ly thành công bước vào bên trong. 16 tòa tháp tương ứng với 16 điểm kết giới. Chạm được một minh văn lồi trên tòa tháp, Nhiếp Ly biết chính là em nó rồi. Chỉ thấy men hì hục chạy từ tòa này sang tòa kia, chạm vào minh văn rồi liên kết chúng lại, 16 điểm đồng quy tạo thành một chùm ánh sáng chói lòa. Xong xuôi, Nhiếp Ly từ trên trời rớt xuống phía sau hai thằng đệ, 10 điểm thần thái dẫn đường cả đám đi xuyên kết giới. Không ngoài dự đoán của tôi thì bên trong không phải là nơi sáng sủa gì, đen thui một cục. Nhiếp Ly đành dặn dò mọi người đừng hoảng, nơi này chắc cũng giống Thiên Huyễn Thánh cảnh. Anh cúi người nhìn hoa văn của ma trận, nói rằng tìm được Quang Huy Thạch thì bọn họ có thể quay về. Mọi người theo lệnh Nhiếp Ly lập tức nhìn về một phía không xa, một đám quái thú sinh vật không rõ hình dạng đang tiến gần về bọn họ. Nhiếp Ly nhận ra đây là xích quỷ, yêu thú cấp bạch ngân, thích kết bầy đi săn. Ừm, thứ cho tôi nói thẳng, đã xấu còn chọc, bám giết lấy người ta không buông. Nhiếp Ly nếu biết cứ chạy như vậy mãi cũng không phải là cách hay, theo thời gian bọn chúng sẽ kêu gọi được thêm nhiều đồng bọn. Anh tức thì phanh gấp, trong vòng chưa đầy một giây đã dung hợp ảnh yêu đăng linh. Kế tiếp men chạy nhanh về phía sau lưng bọn chúng, đánh ngã một loạt xích quỷ. Đồng đội bọn nó lập tức đánh hơi chạy ngược lại, phía sau mình còn có thêm nhiều xích quỷ vừa xuất hiện bao vây lấy anh, teamwork tốt phết nhỉ. Nhiếp Ly không còn cách nào khác để hội bạn đi trước, anh ở lại chiến đấu với bọn chúng. Móng vuốt sắc bén của men đâm thẳng vào một con xích quỷ, hành động này kéo theo sự tức giận vô cùng tận của đám xích quỷ khác. Ai sợ thì đi về chứ men thì không, anh múc băng từng bé một với tốc độ kinh ngạc. Chỉ tội mấy khứa chưa được trình diễn gì đã nhắm mắt lìa đời. Sau đó anh tụ họp với mọi người. Ngưng Nhi cứ ngỡ ánh đèn phía trước tượng trưng cho người ở nhưng không, nó chính là xúc giác của Minh Đăng cự thú. Hết cách rồi, biết là red flag nhưng vẫn phải đâm đầu vào, chạy thẳng về Minh Đăng cự thú là điều tốt nhất hiện giờ, cái khác không biết nhưng chắc chắn xích quỷ e dè con cự thú này. Các vận động viên marathon chứ danh rốt cùng đã đến nơi nhưng ngoài cái đèn thì không còn gì. Nhiếp Ly nhắc nhở mọi người không được lơ là. Được rồi, 1 2 3 nín thở, đi nhẹ nói khẽ nhưng không được cười, cười duyên cũng không được. Xích quỷ vì cười ngoác cả mồm nên đã bị con Minh Đăng ra tay cắn nuốt đấy. Tiêu Tuyết chỉ lỡ miệng hét lên một tiếng cũng bị thứ to xác dùng lưỡi cuốn lấy. Nhiếp Ly kịp thời ra tay bảo vệ Lục Phiêu và Tiêu Tuyết. Mên và Ngưng Nhi không ngừng dùng sức mạnh chiến đấu với con quái vật hôi hám để yểm trợ cho những người khác chạy trốn. Đây chính là thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn còn gì nữa. Thế nhưng trong vợ hài thì cũng chỉ có hai, còn lưỡi của cái thứ hôi hám kia thì đến hàng trăm hàng nghìn, sức mạnh cùng sức chịu đựng chênh lệch rõ ràng. Ngưng Nhi thấm mệt lơ là một giây thôi mà đã bị lưỡi của Minh Đăng cự thú cuốn lấy, vãi chưa. Mên tránh né hết đòn này đến đòn khác của con quái này. Tim gan đau đớn nhìn Tiêu Ngưng Nhi đang dần mất sức sắp bị Minh Đăng nuốt chửng. Nhiếp Ly không cho phép ai đưa Ngưng Nhi rời khỏi anh, dồn sức dùng quang ám nguyên khí bạo gấp 2 lần, cuối cùng cũng giải cứu thành công mỹ nhân. Men vừa phải tránh né lưỡi của Minh Đăng cự thú, vừa phải bồng bế Ngưng Nhi. Lúc nãy đã tiêu hao của anh rất nhiều sức lực, mệt như cờ hó rồi nhưng vẫn cố gắng vì người trong lòng. Ngay khi Nhiếp Ly không biết làm sao để đưa Ngưng Nhi rời khỏi thì tàn trang của thời không yêu linh thư đột ngột phát sáng, ánh sáng lớn dần tạo thành một trang sách. Có lẽ kiến thức đã được tiếp thu. Nhiếp Ly lợi dụng trang sách đó bộc phát nguồn sức mạnh cực bạo đâm xuyên đầu Minh Đăng cự thú. Nhiếp Ly co giò lên chạy tránh cho thứ hôi hám ấy ngã đè lên mình, nhưng chút sức lực tàn dư của anh không so được với tốc độ ngã xuống của quái thú to xác. Đám huynh đệ cứ tưởng Nhiếp Ly xong rồi, đào bới đống lưỡi chất đống, cuối cùng cũng thấy cánh tay giơ lên của anh. Hoàng Tuyền chỉ cách một bước chân nhưng tay thì vẫn ôm Ngưng Nhi quyết không buông, anh người yêu thế này nên được bảo tồn vào sách đỏ. Hai chân trắng nõn của Ngưng Nhi quặp chặt lấy hông Nhiếp Ly, đôi núi trùng trùng điệp điệp cũng kề sát ngực men. Không biết vì vậy mà men đổ mồ hôi hay là do mưa nữa. Nhiếp Ly ôm chặt cô ấy, méo quan tâm đến ánh mắt hâm mộ của mấy thằng đệ mà chỉ nói đám bọn họ tạm thời an toàn rồi. Sau đó cả đám nối đuôi nhau rời đi. Bây giờ men có hy vọng người trong lòng tỉnh lại hay không vẫn là một ẩn số, phúc lợi thế này ngày thường không có đâu. Cuối cùng thì Tiêu Ngưng Nhi cũng tỉnh dậy rồi. Nhìn tình cảnh hai người thế này, Nhiếp Ly chỉ đành giải thích là do gọi cô dậy không được nên mới phải cõng. Lý do lý chấu, thà đừng nói còn hơn.
Ngưng Nhi mắt vẫn dán chặt lên người anh, còn Khứa này thì chỉ mãi suy nghĩ các tiền bối mở ra không gian để nuôi dưỡng bọn yêu thú làm gì. Có lẽ là thú vui giết thời gian của các cụ, nhưng mà Mên vẫn mơ hồ có cảm giác nơi này ẩn chứa bí mật siêu cấp lớn. Tiếp theo bọn họ quyết định đi vào sâu hơn để tìm quang diệu thạch. Kiếp trước Diệp Mặc đại nhân mất cả nửa tháng mới ra ngoài được, nơi này nhất định có quang diệu thạch. Minh Đăng cự thú không tụ tập bầy đàn, vì vậy mấy ánh đèn phía xa có thể là làng mạc. Sống hai đời thứ duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của Mên là chuyện tình cảm. Nợ ân tình kiếp trước của Tử Vân còn chưa trả, nợ tình cảm của Ngưng Nhi dự định kiếp sau bồi, ôi đàn ông. Trời đã ngừng mưa, sợ rằng không đến nửa canh giờ nữa sẽ bị xích quỷ bao vây. Đường đến thôn làng cần ít nhất nửa ngày, bài toán được đặt ra là làm thế nào để đối phó với đám xích quỷ, hao to. Nhiếp Ly nghĩ ra một kế, dùng bình thủy tinh đựng ma dược trong nhẫn không gian để thu thập máu của vài con xích quỷ lạc đàn. Suy nghĩ vài giây đã ra được đáp án, tôi nghi ngờ Mên và Albert Einstein có quan hệ. Nhiếp Ly và hai cô gái chờ người như hòn vọng phu một lúc lâu mới thấy Lục Phiêu quay trở về. Có em yêu ở đây nên tác phong làm việc của Lục thiếu gia nhanh nhẹn hơn hẳn, cậu ta không bắt xích quỷ mà thu thập máu của mấy con bị Nhiếp Ly giết chết lúc nãy. Nhiếp Ly khắc phù văn lên bình máu chế thành huyết bạo ma bình, tuy chỉ hiệu quả với yêu thú dưới cấp hoàng kim nhưng lực sát thương rất cao, chỉ cần bị đánh chúng sẽ phát nổ. Anh dặn dò mọi người tuyệt đối không được để nó rơi xuống đất. Đám xích quỷ đến vừa đúng lúc để Mên thị phạm. Nhiếp Ly tung người ném một bình máu hướng tới bầy xích quỷ. Chắc là vì màu đỏ gu em, một con xấu số đã bắt lấy bình máu, cái kết cả bầy nổ banh chành. Sau khi bọn chúng chết, Nhiếp Ly cầm tinh thể xích huyết lên xem, loại này bị yêu thú nuốt vào để luyện hóa. Bọn xích quỷ bú tinh thể như bú heroin bảo sao điên cuồng đến vậy. Nhưng mà là hàng cấm nên không phải con nào sau khi chết cũng có tinh thể, đa số đều bị phong ấn. Phong ấn là phải, tinh thể xích huyết là thứ đến cả yêu linh sư truyền kỳ cũng rất hiếm gặp, có thể nâng cao lực linh hồn cực đại. Xích quỷ cứ như mèo thấy mỡ lao về đám Nhiếp Ly mà không hề hay, chờ đợi bọn chúng là những chiếc hộp hình chữ nhật, kể cũng tội, tội chết không tha. Xong việc mọi người cùng nhau thu thập tinh thể xích huyết, mới có ngàn con đã thu được 10 viên rồi, thần tài tới. Rèn sắt khi còn nóng, trong tay có đủ đồ nghề thế là Mên bắt đầu trổ tài luyện chế. Mỗi người một viên mang theo bên người có thể giúp tăng hồn lực, đồ tốt dễ xài nên cháy hàng rất nhanh. Muốn về nhà chỉ còn cách đi về phía trước, đồng hoang này không có quang diệu thạch để khởi động trận pháp. Rảnh rỗi sinh nông nổi muốn trải nghiệm cuộc sống làm gì để rồi bây giờ cả bọn mắc kẹt ở nơi khỉ ho có gái này, ôi tuổi trẻ ta hết lòng với thứ gọi là đam mê. Thấy đằng trước lấp loáng cái gì đó nên cả bọn máu liều tiến lại gần xem. Càng đến gần thứ đó bước chân càng nặng nề, Nhiếp Ly lại một lần nữa tao work. Chỉ thấy Mên dùng thuật ẩn thân phóng nhanh như bay tiến về trụ đá. Anh giơ tay chạm vào thì minh văn trên đó bỗng nhiên phát sáng, đại khái rằng thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Oải cả trưởng, không ngờ đây là người quen, vị không minh đại đế liên quan tới cuốn sách Thời Không Yêu Linh. Thu đi để lại lá vàng, không minh đi để lại thập tự muôn ngàn khó hiểu. Chạm vào minh văn trên đó, Nhiếp Ly rơi vào một khoảng không vô định. Mên như con nai vàng ngơ ngác nhìn không minh đại đế trước mặt mình. Vị này hình như đang rất chán đời, ông ấy hỏi thế nào là đạo. Nhiếp Ly tự tin trả lời ông ấy, tồn tại tức là đạo. Mên suy đoán rằng không minh đại đế có lẽ đã ngộ đạo ở đây nhưng lịch sử lại không ghi lại truyền kỳ siêu việt này, hay là ông ấy ngộ đạo xong thì đi nơi khác. Đang bất ngờ vì câu nói của ông ấy thì Nhiếp Ly đột ngột bay lên, linh hồn lực và yêu linh đều đang mạnh lên, chỉ lĩnh ngộ được xương xương thập tự chân quyết đã có uy lực đến thế. Vì sao kiếp trước anh chưa hề nghe nói có một cường giả kinh tài tuyệt diễm như vậy, vì kiếp này xảy ra hiệu ứng cánh bướm đó hai ơi. Thoát khỏi không gian ấy, lời nói đã tính được có 5 người lấy được thập tự chân quyết của ông vẫn còn đọng lại trong đầu Mên. 4 người còn lại ở đâu? Where are they? Nhiếp Ly cầm sẵn binh khí sẵn sàng nhào vô nếu người mới xuất hiện này dám giở trò. Vị huynh đài này giống y xì ma quỷ, không phải đột nhiên tôi nói thế mà chính Mên cũng không cảm nhận được khí tức của người này. Ôi vãi linh hồn, Mên cứ thế đâm xuyên qua người anh ta, ban đầu anh dai môi thâm này cứ thản nhiên như không nhìn thấy Mên là tôi nghi nghi rồi. Không phải là vì người ta kinh kiệu có mắt như mù mà đúng là anh ta không thấy thật. Chỉ thấy anh dai đó lấy dao rạch mấy vết lên chân ngôn rồi bỏ đi, để lại Nhiếp Ly ngơ ngác toàn tập. Vô cực bản vô thủy phương vô tẫn là nội dung của thập tự chân quyết. Mỗi lần Nhiếp Ly đọc thầm thì đều cảm nhận được linh hồn lực đang tăng lên nhanh chóng. 5 người thừa kế chỉ có một người chiến thắng, anh quyết định sau này gặp phải ai cũng giấu kín bản thân đã lĩnh ngộ thần chú này, dù là hai ghệ yêu cũng không. Nhiếp Ly rất nhanh đã tụ lại với đám bạn, anh chỉ nói những thứ đó không liên quan đến quang diệu thạch, bọn họ vẫn phải tiếp tục đi tìm nó. Nhiếp Ly nhờ vệ nam dung hợp yêu linh đi thám thính xung quanh có nơi nào có bia cổ không, chọn mặt gửi vàng cậu ta là vì yêu linh của vệ nam vóc dáng nhỏ, di chuyển nhanh nhẹn linh hoạt. Đi được một đoạn thì vệ nam cũng đã về, để Mên bảy vọng là không tìm thấy gì cả, bia đá lúc nãy thậm chí còn đột ngột biến mất. Không có phát hiện thì chứng tỏ phía trước an toàn, lời này của Mên trúng phóc, vì phía trước quả thật có thôn làng. Đề phòng bất chắc anh đi trước xem xét, hóa ra những đốm sáng trên trời lúc nãy là những con lôi điểu chứ không phải đom đóm của anh rách nam củ. Nhiều đốm sáng thế này xem ra ít nhất cũng vạn người. Tiếng động bên dưới đã thu hút Mên, bọn họ vậy mà đang khai thác nguyên thạch của tinh thể xích huyết. Định đến gần xem thử thì lại có khách ghé thăm, là gái nha, ái chà chà.
chân dài eo thon, phía sau còn có đôi cánh hàng thật giá thật. Đây chính là Ngân Dực Thế Gia đã biến mất trong thời đại đen tối. Theo tin đồn thì gia chủ đầu tiên đã cấy đôi cánh của Ngân Dực Lôi Điểu vào cơ thể mình. Hơn nữa cánh bạc chính là tượng trưng cho dòng máu cao quý. Túm lại thì Minh gặp thời rồi. Mặc dù đã khai là lữ khách lạc đường nhưng hiển nhiên cô gái này không tin. Tin thế chóa nào được, có lữ khách nào biết nói tiếng Olan à? Có đấy, có Mên. Nhiếp Ly nói rằng tổ bối của anh là Ngân Huy Thế Gia. Trong thời đại đen tối, hai nhà Ngân Huy và Ngân Dực quan hệ mật thiết, nhiều lần liên hôn gia tộc. Quá đáng hơn nữa Mên còn pha kẻ luôn cả tên của mình, tự xưng Lôi Đạc. Cô gái trước mặt tên là Tư Không Hồng Nguyệt, bọn họ đã tách biệt cả trăm ngàn năm với bên ngoài. Cuối cùng cô ấy dẫn Nhiếp Ly đi gặp Phụ Vương. Mỗi tội cô nàng ỷ mình có cánh nên bay nhanh như chớp, chỉ thương cho Mên chạy muốn thục mạng đuổi theo. Dãy núi có tổng cộng 13 gia tộc, chia thành các đế quốc bị diệt trong thời đại đen tối, trong đó đã có 5 gia tộc là kẻ thù của Ngân Dực Thế Gia. Băng sâu vào cánh rừng thì hai người cuối cùng đã đến nơi, Nhiếp Ly theo cô nàng đi vào động thiên. Cung điện khổng lồ xây dựng trên cây cũng rất gì và này nọ. Ánh mắt Nhiếp Ly chạm vào một người thanh niên đang bị trói, nhẫn nhục để mặc người ta quất roi. Người nọ là Tạp Chủng, sự phối giống giữa Ngân Dực Thế Gia và Hắc Long Thế Gia. Hay, Nhiếp Ly thấy hơi tiếc tiếc, ngày nào cũng khổ hình nhưng vết thương chỉ ở ngoài da, đôi cánh đen còn mạnh hơn cánh bạc, nếu hai gia tộc sớm liên hôn thì không biết chừng đã thành top một server. Khí tức của người đàn ông đang được hai mỹ nhân vây quanh đó vậy mà lại là cấp truyền kỳ. Nhiếp Ly vội vàng hành lễ với ông ta, trong đầu lại đang tiếc nghĩ người này không còn sống được lâu. Đúng là gừng càng già càng cay, nghe con gái giới thiệu anh là hậu nhân Ngân Huy Thế Gia ông ta lập tức sinh nghi. Khổ lắm, pha kê profile thì phải pha kê đến cùng. Sau vài giây nổ não, Mên liền nói đúng là Ngân Huy Thế Gia năm xưa không còn tồn tại nhưng vẫn có một hai nhánh may mắn sống sót. Người kia không tin nhất quyết muốn cho người chém anh tội gian tế. Nhiếp Ly nhanh trí dung hợp yêu linh để chứng minh mình là người bên ngoài. Yêu linh lạ hoắc lạ hô, người Quang Huy Thành còn không hay chứ đừng nói nơi tối cổ này, lập tức khiến ông ta tạm thời tha cho anh. Giả công văn làm chi cho cực để rồi bây giờ phải móc vốn liếng ra để làm hài lòng nhà tuyển dụng. Cụ thể để chứng thực bản thân, Nhiếp Ly tiết lộ một bí mật của dòng máu Ngân Dực Thế Gia. Đôi cánh di truyền của họ tuổi tác càng lớn thì sẽ càng bài xích cơ thể, vì vậy người bình thường không thể thọ nổi 60. May mà Mê nhanh mồm nhanh miệng nói rằng có cách giải quyết mới thoát chết, vị gia chủ này có phải hơi nóng tính quá không? Không biết từ đâu đại ca này biết được tổ tiên Ngân Dực Thế Gia đã có phương án trị bệnh nhưng chưa kịp công bố, vì thế mục đích Mên hôm nay tới đây là để hoàn thành di nguyện của các cụ. Cha già kia vẫn lưỡng lự chớ gì, để anh đây nói cho mà biết, vấn đề này chỉ cần 76 loại thảo dược điều chế, uống 7.749 ngày mới khỏi. Tuy nhiên rắc rối không phải gu anh, Mên có một loại thảo dược vạn năng để điều hòa nỗi khổ bài xích, gọi là Thiên Phương Thảo. Cọng rơm cứu mạng, ngu gì không bắt lấy nhỉ? Đợi khi thuốc ngấm vào cơ thể, gia chủ Ngân Dực Thế Gia lệnh cho con gái và đám lính lui xuống. Ông ta muốn anh dâng đơn thuốc lên nhưng Nhiếp Ly ứ chịu, thế là cái mạng quèn lại bị uy hiếp. Thật ra không phải vì Mên trêu ngươi mà là bởi nhiều vị thuốc trên đó không được tìm thấy ở đây, anh cần thời gian để tìm thuốc thay thế thích hợp. Hở ra làm đòi chém đòi giết, bảo sao tổn thọ thế. Lôi Đạc hiền chất tỏ vẻ cam tâm tình nguyện phục vụ bá phụ, để có thể chữa khỏi bệnh cho ngài, vạn chết không từ. Tôi nghe mà cảm động, huống hồ là kẻ đã bước được một chân xuống hoàng tuyền như Tư Không Dịch. Úi chết suýt thì quên gậy yêu dấu và BFF. Thế là Nhiếp Ly xin phép lão già Tư Không ra ngoài đón bạn trước yến tiệc, ông ta tức thì gật đầu, đồng thời cho Nguyệt Hạ đi theo giám sát trá hình. Đi một chuyến dẫn gái da trắng chân dài ngực nở về thì đã thôi, đang là Nhiếp Ly bỗng lù lù biến thành Lôi Đạc có ai mà không sốc. Vẫn là Đỗ Trạch nhận được ám hiệu bước lên hành lễ với tiểu công chúa. Thấy em yêu đang căng thẳng nên Mên nắm tay cô ấy an ủi một chút. Mên có tuyệt vời không nào? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Bên này yến tiệc linh đình, bên kia bình bịch quất roi, không so sánh sẽ không có đau thương. Là ông ta nói yêu cầu gì cũng thỏa mãn anh đấy. Vậy được, Nhiếp Ly muốn người kia, anh nói rằng sẽ dùng tên phản đồ nọ để thử thuốc. Cuối cùng Tư Không Dịch cũng miễn cưỡng đồng ý. Đêm về một sát boy ra đời. Người thanh niên ấy được đưa đến tận phòng Nhiếp Ly, vì sao lại tận phòng vào nửa đêm thì tại hạ không biết. Mên còn tặng đan dược cho bọn lính áp giải xem như phí vận chuyển, tiền tip này cũng quá hời rồi. Ái chà chà, anh thanh niên cánh đen thế mà có thực lực hoàng kim tam tinh. Nhiếp Ly nói thẳng với anh ta, anh không phải là người của Ngân Dực Thế Gia, cũng không có hảo cảm gì với người của gia tộc này. Túm cái quần lại, anh ta nên thành thực với Mên. Ok, nói thì nói. Thì ra người nọ tên là Đoàn Kiếm. Bằng lý luận sắc bén và logic, Nhiếp Ly đã đàm phán một thương vụ bạc tỷ với anh thanh niên. Mên sẽ cho anh ta cơ hội báo thù rửa hận và anh ta hứa rằng sẽ nguyện suốt đời hiếu chung với Nhiếp Ly, mãi mãi không phản bội. Nhiếp Ly lập tức đưa cho Đoàn Kiếm một viên đan dược, hiệp ước được thành lập. Sở dĩ Mên tin tưởng anh ta vì anh biết một người nhẫn nhục cơ bắp sáu múi thế này, một khi đã quy phục thì tuyệt đối không bội phản. Thuốc đắng dã tật, chỉ cần có thể trở thành cường giả siêu cấp thì đau đớn dày vò cánh mấy Đoàn Kiếm đều cân tất. Thân là hậu duệ Long tộc, chỉ cần Nhiếp Ly kích hoạt dòng máu của anh ta thì người này có thể đạt được truyền kỳ, thế nhưng trước khi kích hoạt phải chịu đủ loại đau đớn 10 ngày. Sợ chóa gì, mang khổ hình tàn nhẫn nhất đến đây, mang hình thức tra tấn ghê gớm nhất đến đây,
đoàn kiếm của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Mạch châm vào cơ thể, không chịu được thì sẽ thành phế nhân. Đoàn kiếm đau đớn quằn quại trên sàn nhà khiến hội bạn thân không thể không nghi ngờ tin đồn Nhiếp Ly dùng anh ta để thử thuốc. Tiêu Ngưng Nhi trong lúc vô tình đã dùng gần hết tinh thể xích huyết thu được. Bảo sao khí tức linh lực của cô ấy mên thấy nồng đậm hơn nhiều, tiếp tục thế này không đến 3 ngày sẽ đạt đến cấp hoàng kim. Thiếu cái gì chứ, tinh thể xích huyết không thiếu, Tư Dịch Không đã đồng ý cho anh một lượng lớn rồi. Kế hoạch ngày mai của Mên là mượn cớ đi lấy tinh thạch để dò hỏi tung tích Quang Diệu Thạch. Nhiếp Ly kịp thời ngăn chặn đòn roi của tên hách dịch trước mặt. "Excuse me, nhỏ không học lớn làm lính canh à, có hiểu kính giả yêu trẻ đánh vần thế nào không?" Hai người giằng co một lúc, mãi tới khi Tư Không Nguyệt Hạ xuất hiện. Đến nước này rồi mà thằng cha Tư Không Thọ còn yêu cầu anh không được xen vào. "Đậu phụ, bố mày cứ thích xen vào đó thì làm sao? Em sinh mà nết em kỳ quá, thái độ hống hách như thể bản thân là trung tâm vũ trụ, còn hai ông cháu kia chỉ là nô lệ tùy tiện tùy cô ta chà đạp. Không phải địa phận của mình nên Nhiếp Ly đành phải thương lượng với cô ta đem đứa nhỏ đi, vừa hay chỗ anh đang thiếu thuộc hạ. Nhưng vạn ngàn lần không ngờ tới người trong mỏ khoáng này đều là người đến từ gia tộc thù địch của bọn chúng, trên cơ thể có huyết ấn nô lệ, rời khỏi mỏ ngàn mét thì sẽ nổ tung chết. Cô ả bất nhân thì đừng trách anh bất nghĩa, Nhiếp Ly tặng cho đứa nhóc kia một bộ công pháp, chuyện sau đó cậu bé tự định đoạt. Đời nhiều thế sự, thế nhưng Mên chắc chắn rằng Ngân Dực Thế Gia e là không cần tiếp tục tồn tại nữa." Nhiếp Ly vẽ liên tiếp hình thù kỳ lạ như bùa chú trên thân cây rồi tức tốc chạy đi. Đang đi thì gặp Tiêu Ngưng Nhi, cô nàng đang có một vấn đề khó hiểu, ngâm long chỉ thường. Câu này chỉ 6 huyệt vị trên cơ thể ẩn dưới 6 huyệt bình thường, rất khó phát hiện. Dùng lời nói hơi khó đoán, phải dùng hành động sờ mới có xúc cảm cơ. Thế là bàn tay của Mên chạm nhẹ lên giữa trán của Tiêu Ngưng Nhi, đây là huyệt thần phủ, huyệt thiên phủ nằm bên cạnh khoảng một tấc. Cụ thể nó nằm dưới chỗ lần trước xoa bóp một chút. Ký ức về đêm hôm đó vẫn còn như mới, tiếng rên rỉ của Ngưng Nhi và giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của Mên vẫn đọng lại trong đầu hai người họ. "Tôi nên nói may mà Lục Phiêu có mặt giải vây cho hai người hay là đến để phá đám đây?" "Lục Phiêu quả thật có chính sự, Tư Không Dịch nhờ cậu ta chuyển lời, nói đã tìm được thứ anh cần rồi." Nhiếp Ly vội vàng đi gặp ông ta ngay cho nóng. Dù đã già yếu ác ôn thế nhưng lão này rất được việc, tìm được cho anh hẳn 60 khối quang diệu thạch. Thế nhưng giờ cái giọng anh nợ ơn ông ta ra thì không được rồi. Nhiếp Ly nói với ông ta anh dùng quang diệu thạch để thông với thế giới bên ngoài, tìm thảo dược còn thiếu về. Nghe vậy thì người kia lập tức phái người đi theo anh, quyết định giữ đám Tiêu Ngưng Nhi ở lại. Ở lại làm gì, làm con tin chứ còn gì nữa. Lão muốn phái tới Nam Mống làm bảo mẫu cũng được thôi, nhưng anh muốn phải có đoàn kiếm để tiện thử thuốc. "Ok, chốt kèo." Nhiếp Ly chỉ một vị trí trên bản đồ để vạch đường chạy trốn cho đám bạn, giao hẹn 10 ngày sau động thủ. Nhiếp Ly cay bọn Ngân Dực Thế Gia lắm rồi, lần này bọn này tới công chuyện với Mên. Năm tên bảo mẫu đã được tộc trưởng phái tới, cầm đầu là Tư Không Tuyệt, hắn mang theo quang diệu thạch đến để anh xác nhận. Mũi tên uất hận của Nhiếp Ly đã bay về phía thằng cha này rồi. Tên đã xấu còn chớ, cái nết thích cậy thế hiếp yếu này là đặc trưng của dòng dõi nhà Tư Không rồi. Để bảo toàn mạng sống khứa này và cũng để không làm hỏng kế hoạch, Nhiếp Ly vội ngăn cản hắn ta lại, đút lót ít viên thuốc, thế là cũng coi như qua chuyện. Ngược lại đoàn kiếm có sức chịu đựng không tồi, tương lai tiền đồ vô hạn. Tạm biệt đám Tiêu Ngưng Nhi xong thì Mên liền rời đi cho kịp KPI. Đi cùng năm bảo mẫu nên thể xác được nghỉ ngơi không ít, hẳn là lâu lắm rồi Mên mới có cảm giác được người ta bảo vệ thế này. Nghỉ ngơi đủ rồi, đoàn kiếm phun sức mạnh phun lửa thù chuẩn bị lên sàn. Để Tư Không Tuyệt thất vọng chính là long tộc là loại có nhục thân mạnh nhất, còn rắn chắc hơn tinh cang bách luyện mấy lần. Muốn tổn hại nhục thân của rồng là điều vọng tưởng. Đánh không lại thì đổ do anh khởi xướng, đây là ân oán cá nhân của đoàn kiếm, liên quan chóa gì đến anh đây. Chuyện song thân vẫn luôn là vảy ngược của đoàn kiếm, hắn sống cơ hàn chịu nhục chỉ đợi đến ngày hôm nay để báo thù bọn chúng. Nhiếp Ly cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho người vô tội thôi, Tư Không Tuyệt bị một chiêu của Hùng Nha Hổ Miêu thổi bay xa trăm mét. Lão này bị dồn đến bước đường cùng, phải sử dụng 6 viên tinh thể xích huyết chưa thuần chất mà đến cấp truyền kỳ cũng không luyện hóa trong thời gian ngắn, cắn thuốc quá liều muốn đồng quy vu tận đây mà. Trong tình huống này đoàn kiếm vẫn có thể lĩnh ngộ được chiến kỹ long tộc, Hắc Long Nộ Diệp. Nhiếp Ly cũng là người trong lòng mang oán hận quay trở về nên hiểu cảm giác của anh ta. Báo thù xong thì cha mẹ cũng có sống dậy được đâu, thay vì khóc lóc thì nên dũng cảm tiến về phía trước, ôm đùi vị trước mặt này một chút. Đoàn kiếm quyết định từ nay về sau, Nhiếp Ly sẽ là thần linh của anh ta. Bài linh xong thì xuống giúp một tay đi anh dai ơi. Hai người ở dưới hố lớn tìm tòi cả nửa ngày mới thấy chiếc nhẫn không gian của Tư Không Tuyệt chứa 50 viên quang diệu thạch và rất nhiều đồ tốt. Anh thông báo cho đoàn kiếm bọn họ sẽ rời khỏi đây bất cứ lúc nào, 10 ngày sau náo động Ngân Dực Thế Gia. Đại ca họ Đoàn dù tưởng Nhiếp Ly là thổ phỉ, thế nhưng mọi mệnh lệnh anh ta đều quy phục Mên. Giải thích dài dòng, nói chung tạm thời bọn họ là thổ phỉ, lên thuyền giặc thì đừng có hối hận. Hai người tiếp tục tìm chỉ giới của 4 người còn lại. Đột nhiên Nhiếp Ly nhớ ra drama các gia tộc trong núi nên dò hỏi đoàn kiếm. Anh giai này một tiếng chủ nhân, hai tiếng cũng chủ nhân, thật thà nói rằng nơi ấy có 3 gia tộc lớn là Ngân Dực, Thần Diệm và Thương La Thế Gia, mỗi nhà một cao thủ truyền kỳ tọa chấn, Thế Gia Thần Diệm là chính phái nhất. Nhắc đến thị trấn hai gia tộc Ngân Dực và Thần Diệm tranh giành, Nhiếp Ly quyết định đến xem thử. Không cần sợ tai vách mạch rừng,
cái gì khó có dịch dung lo. Uống ba la si bùa, hú hồn chưa, thật sự là ngoại hình xấu đến mức đau lòng. Trước khi đi còn phải chôn mấy cái xác to béo đó đã. Khuôn mặt hai người bây giờ đặt trong đám đông hoàn toàn có thể tự đề cử danh hiệu xấu xí nhất. Nhiếp Ly vừa đi vừa không ngừng cảm thán, không ngờ ở rừng núi sâu thẳm lại có một khu chợ sầm uất thế này. Không gian thứ nguyên phần lớn là yêu thú, thịt thì tanh, nguồn thức ăn chỉ nhờ hoa quả trồng trọt và nấm dại hái trong rừng, vậy mà 13 thế gia vẫn ăn sung mặc sướng được. Cuối cùng Minh kết luận thứ quý giá nhất ở đây là lương thực. Thức ăn Nhiếp Ly mang đủ ăn trong 2 năm, cái bên thiếu là thứ khác. Có thêm đôi cánh trông sang hẳn, Nhiếp Ly quyết định bám theo hai người Ngân Dực thế gia mới biết thứ trong hộp là khoáng thạch. Tiền thì Nhiếp Ly có thể không có đủ, nhưng thức ăn thì anh đây dư giả. Không ngờ Đoàn Kiếm lại không biết trên tay anh là long phách thạch quý hơn vàng, cứ nghĩ loại này chỉ làm đầu tên bình thường. Không thể lãng phí của trời, Nhiếp Ly đưa nhẫn không gian để anh ta dùng thức ăn đổi lấy tinh thể xích huyết, long phách thạch và các loại khoáng sản khác. Ánh mắt Nhiếp Ly chạm vào viên đá màu xanh được bày bán trên vệ đường, cầm lên xem xét mới thấy rõ đây là băng tuyết linh châu trong truyền thuyết. Ông lão nói rằng đây là bảo vật gia truyền, đã truyền lại hơn 500 năm rồi. Nay Sa Cơ thất thế đành bán nó đi. Nhiếp Ly sốc, không thể tin được năm túi lương thực đã mua được phong tuyết linh châu, một trong cửu đại linh châu. Có được em nó đồng nghĩa một yêu linh sư phong tuyết có được linh hồn lực gấp mấy lần. Thấy ông lão hạ giá xuống 2 túi lương thực sắp khóc đến nơi rồi, Nhiếp Ly sau một hồi cân đo đong đếm liền trả ông lão 25 túi lương thực kèm thêm 10 cân thịt, trời ơi công đức vô lượng. Đi chưa bao xa đã nghe ông lão run rẩy vui mừng vì đã có cống phẩm cho Ngân Dực thế gia, mà cái đám người nô dịch ác ô này. Nhiếp Ly tự hứa 10 ngày sau sẽ quay lại trả nợ ân tình cho ông cụ, 25 túi quá ít so với giá trị của miếng châu ấy. Đoàn Kiếm cũng đã shopping xong, đồ nhiều tới nỗi nhẫn không gian chứa không nổi. Nói rồi Nhiếp Ly đưa cho anh ta một nắm long phách thạch, nói rằng thứ này có thể tôi luyện linh hồn yếu ớt của anh ta, hứa hẹn sẽ giúp anh ta trở thành yêu linh sư hàng diêu. Hai người lại tiếp tục sự nghiệp shopping. Thanh hắc viêm kiếm này hiển nhiên đã khiến Minh ưng mắt, phàm đã là thứ mình thích thì phải mua. Lão này cũng thật biết chơi, đòi tận 200 viên ngưng hồn đan để đổi lấy hắc viêm kiếm. Ok, chuyện nhỏ. Thanh kiếm đó là do Thần Diệm và Hắc Long thế gia hợp tác rèn nên, vừa hay hợp với Đoàn Kiếm. Sếp quá hào phóng, Đoàn Kiếm muốn khóc. Nhiếp Ly thẳng thắn thừa nhận là luyện đan sư trước mặt ông chủ Lý Phúc, không tiết lộ tên và thế gia để tiện bề hành động. Thế nhưng không ngờ Lý Phúc lại kề tai nói nhỏ Thần Diệm thế gia bọn họ đang muốn mời một vị luyện đan sư. Gia nhập thì vứt đi, hợp tác thì ok. Hợp tác thế nào anh chưa nghĩ ra, còn đan dược anh đây không thiếu. Có thêm cái chức mà địa vị xã hội cũng thay đổi luôn. Xem ra người không có thân phận không được lên tầng 7. Quả thật số 7 đặc biệt nên có nhiều đồ tốt hơn tầng dưới nhiều, toàn những bảo vật truyền từ trước thời đại đen tối. Kỳ lạ là Minh Văn Quyển Trục lại xuất hiện như bảo bối ở tầng này. Anh dai mắt xanh tóc xanh không những đẹp trai biết xử thế, nói anh tùy ý xem, cho một like. Có tận 7 cuốn Minh Văn Quyển Trục ghi lại cấm thuật truyền kỳ. Đồ cũ tẩy rửa nhiều nên mất giá trị, nhưng chỉ cần tu bổ, nó nhất định sẽ tỏa sáng. Xét thấy đống Minh Văn này không ai dùng, Nhiếp Ly ngỏ ý mua tất cả về để nghiên cứu. Công tử thế gia Thần Diệm thủ đoạn cao tay hơn ông chủ họ Lý nhiều, trực tiếp tặng cho anh. Ban đầu anh chàng này còn định từ chối bình đan dược để trao đổi, nhưng người thử thấy đây là tôi hồn đan thì lập tức thay đổi thái độ. Dứt lời Nhiếp Ly còn dạm trước với anh ta, nếu sau này anh đến đây dùng đan dược để đổi đồ sẽ không từ chối chứ. Có ngu mới từ chối á, làm ăn chỉ có lời không lỗ này ai mà không ham. Anh dai tóc xanh dẫn Nhiếp Ly đến chỗ một bảo vật không thuộc tính, Thiên Nhất Thần Tinh, thứ này dễ dàng đột phá phòng ngự của đối thủ. Quan trọng nhất chính là chỉ có linh hồn lực không thuộc tính mới điều động được, rót hồn vào nó sẽ tức thì ẩn hình. Hàng ngon xài tốt, mua. 10 bình hồn đan vẫn chưa đủ đô, hừ, đừng hòng lừa anh mày, vật này do Thiên Nhất Thần luyện thành nên không được tính là vật thượng cổ gì. Thương lượng giá cả không suôn sẻ, thời buổi kinh tế khó khăn sơ hở là bị lừa gia nhập Thần Diệm thế gia. 50 bình tôi hồn đan, 50 bình còn lại, 3 viên xích viêm tôi thể đan thay 1 viên tôi hồn đan, Nhiếp Ly miễn cưỡng tỏ vẻ đồng ý chốt giá này. Người thanh niên tên là Lý Hằng, đối với anh chàng nho nhã biết ý và lại còn đẹp trai thế này, Minh không hề giấu tên của mình, tự xưng Nhiếp Ly. Dứt lời liền cáo từ Lý Hằng rời đi. Trên đường về Đoàn Kiếm không nhịn được hỏi bọn họ đổi nhiều đan dược vậy có lỗ không? Trong hắc ngục, đan dược rất quý giá đó. Nhiếp Ly như nghe chuyện cười, nói rồi đưa cho anh ta chiếc nhẫn không gian chứa hàng vạn bình đan dược khác nhau để mặc anh ta sử dụng. Chết rồi, phong cách tổng tài bá đạo yêu tôi này ai mà không đổ. Nhiếp Ly lấy từ trong nhẫn ra những vật mua được ngày hôm nay. Mặc dù Minh Văn Quyển Trục đối với người khác khó xơi oải chưỡng nhưng với Nhiếp Ly thì easy. Chỉ thấy anh lôi ra thuốc thanh dung, vẽ lại một lần theo Minh Văn thì có thể kích phát yêu huyết cổ xưa. Cuốn đầu tiên không ngờ lại là cấm chú truyền kỳ loại triệu hoán, chỉ là không biết triệu hoán được sinh vật gì. Đối với loài người tối cổ sống trong hang như Đoàn Kiếm mà nói, triệu hoán là lần đầu nghe đến, càng đừng nói đến anh ta không biết thế giới hắc mục mình đang sống là thứ nguyên. Đến giờ lên lớp rồi, thầy giáo địa lý, action. Cấm chú triệu hoán là để triệu những sinh vật từ thế giới thứ nguyên. Nếu thực lực người triệu hồi quá gà thì sẽ mất kiểm soát cục diện, vì thế phải sử dụng cẩn thận. Giải thích xong thì Minh tiếp tục vẽ lại minh văn trên quyển trục, thế nhưng mà cuối cùng cấm chú triệu hoán cũng chỉ có một cuốn trước đó,
còn lại đều là cấm thuật loại nguyên tố và công năng. Em thật khiến tôi thất vọng. Thiên nhất thần tinh này có vẻ ok hơn, minh văn trên này ít nhất phải vạn năm trước. Khi Mên truyền hồn lực cho em nó thì ba thanh phi đao bèn e thẹn tiết lộ tên của mình, gọi là Xích Viêm, Xích Hàn và Xích Hư. Không phải đoàn kiếm cảm nhận được hồn lực của binh khí mà chính là thuộc tính của minh văn trên nó. Bên trong ẩn chứa sức mạnh hỏa viêm khó mà xem thường, mục đích chế tạo Thiên Nhất Thần Tinh là để che giấu sức mạnh này. Không chỉ là bản thân vũ khí, linh hồn lực dựa vào nó cũng bị che giấu, gọi là ám khí. Dứt lời, Nhiếp Ly liền biểu diễn cho anh ta xem. Bài đặt cun ngầu cuối cùng lại thất thủ khiến thanh kiếm rơi mất không vết tích, tìm lòi mắt không ra, ê hề chưa. Với sự trợ giúp của ba nàng họ Xích, trong vài ngày đột phá hoàng kim nhị tinh không thành vấn đề. Anh thanh niên bên cạnh cũng không phải dạng vừa, sắp đột phá cấp hắc kim rồi. Thể xác người này còn mạnh hơn cường giả truyền kỳ, nếu tu vi đạt cấp hắc kim vậy thì đủ uy hiếp cường giả truyền kỳ rồi. Kết cục trong mơ khiến Mê nhận ra một chân lý sâu sắc, phàm là việc gì khó thì phải kiếm đồng minh. Thế giới trước kia anh biết chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ biển mà thôi. Là một người overthinking, những gì không minh đại đế nói luôn khiến Mên trằn trọc suy tư, rốt cuộc ngài là sự tồn tại thế nào. Sáng sớm hai người lại quay trở về bộ dáng ma chê quỷ hờn lên đường. Thấy phía trước có drama nên Nhiếp Ly dừng lại xem. Thực lực ông cụ này ít nhất là cấp truyền kỳ, thậm chí còn cao hơn. Đến thứ nguyên hắc ngục 2m2 gặp một người truyền kỳ là có thật hay sao ấy nhỉ, lão già ven đường thôi mà cũng giấu nghề như vậy rồi.